Tòa án Tokyo kết án cựu giám đốc điều hành Nissan che giấu các khoản thanh toán của Carlos Ghosn. Một tòa án Tokyo vào hôm thứ Năm đã kết tội Greg Kelly, cựu giám đốc đại diện của Nissan Motors, vì đã giúp CEO một thời Carlos Ghosn che giấu khoản tiền mà ông ta định tiết lộ với các nhà quản lý tài chính. Tuy nhiên, thẩm phán cho biết Kelly không biết về tất cả 9.3 tỷ yen, tương đương với 80.46 triệu Mỹ Kim, các khoản thanh toán ẩn trong hơn một thập kỷ. Thay vào đó đổ lỗi cho Toshiaki Onuma, một giới chức giám sát chi tiết về khoản bồi thường của Ghosn, với tư cách là một giới chức ban thư ký. Ông Onuma, người mà nhân chứng quan trọng của vụ truy tố, đã không bị đưa ra xét xử để đổi lấy sự hợp tác của ông ta. Thẩm phán đã áp dụng mức án 6 tháng tù treo đối với ông Kelly. Cựu giám đốc điều hành Nissan sẽ phải quyết định xem liệu ông có muốn kháng cáo phán quyết hay không. Phán quyết kết thúc phiên tòa kéo dài 18 tháng và hơn 3 năm kể từ khi ông Kelly bị bắt cùng với ông Ghosn, có thể là phán quyết gần nhất mà một tòa án Nhật Bản đưa ra, phán quyết về tội danh của cựu giám đốc Nissan. Ông Ghosn đã nằm ngoài tầm ngắm của các công tố viên Nhật Bản sau khi trốn sang Lebanon vào năm 2019, được giấu trong một chiếc thùng trên một chiếc máy bay tư nhân.